Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế Việt Nam đã vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19. Theo đó, những người đã tiêm đủ hai liều vắc xin phòng COVID-19 sẽ chỉ cần theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày thay vì phải đi cách ly tập trung như hiện nay. Sau đó, những người đến về từ vùng có dịch nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 có chứng nhận tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng được tiêm ít nhất là 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến về địa phương hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận thời điểm có kết quả dương tính và váy xác nhận khỏi bệnh khi đến địa phương khác, chỉ cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng 7 ngày. Trong 7 ngày này cần tuân thủ nguyên tắc 5K, thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 vẫn phải tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày tiếp theo. Đối tượng này phải xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ Bảy và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế.